Ba em vừa về một em họ My này, lồng đây. Em này thì gần như là không có con thứ hai các bác nhá. Hàng bao tất cả các loại dàn giáo, chim mỏ vàng thậm chí còn hơn sáo luôn các bác nhá. Chân vàng hơn sáo, chuẩn chỉ 100% tam hoàng. Bao tất cả các loại dàn giáo thuần, đặt bạn hot. Các bác xem đầu mặt em nói nhá. Con này không chê được một điểm nào các bác nhá. Em về trong buổi chiều. Với thời điểm hiện tại bây giờ gần như là không thể tìm được các bác nhé. Quá hiếm luôn chú chim này. Đặt ngay ở chỗ làm việc của gia đình em này các bác này. Vẫn chưa hiểu mầm luôn đây. Chim vừa về còi nhá các bác nhá. Lồng nó còn không này. Vừa ra khỏi học xong. Thử cho con xem này. Vừa về các bác nhá.